Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ khi phòng thí nghiệm sinh học ở Sudan bị tấn công. Nima Said Abid là đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở tại Sudan. Ngày hôm nay cho biết là một phe ở trong cuộc xung đột đã kiểm soát được phòng thí nghiệm y tế ở trung tâm thủ đô Khartoum và đã đuổi toàn bộ kỹ thuật viên và sử dụng nơi này như là một căn cứ quân sự. Abid không nêu cụ thể là bên nào, nhưng cảnh báo diễn biến nói trên sẽ tạo ra nguy cơ sinh học khổng lồ bởi phòng thí nghiệm có lưu trữ các chủng vi khuẩn và virus gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm, trong đó có bại liệt, sởi và tả để phục vụ cho mục đích nghiên cứu.Nguồn điện ở tại đây cũng đã bị cắt, đồng nghĩa với việc là không thể bảo quản đúng cách các mẫu sinh học này. Ngoài ra, các bịch máu dự trữ vốn đang cạn kiệt được lưu trữ tại cơ sở này cũng có nguy cơ bị hỏng. Xung đột xảy ra giữa quân đội Sudan và nhóm đối lập bán quân sự lực lượng phản ứng nhanh từ ngày 15 tháng 4 đã biến nhiều khu dân cư trở thành chiến trường. Ít nhất là 459 người thiệt mạng và hơn 4.000 người đã bị thương trong cuộc giao tranh này. Singapore trao cổ người đàn ông vận chuyển cần sa Singapore vào ngày 26 tháng 4 đã trao cổ một người đàn ông vì tội tiếp tay tham gia kế hoạch vận chuyển cần sa, bất chấp việc cơ quan Liên Hiệp Quốc và các nhà vận động kêu gọi dừng thi hành án. Công dân Singapore Tanger Raju Sophia, 46 tuổi, đã chấp hành án tử hình vào ngày hôm qua tại khu phức hợp nhà tù Changi. Phát ngôn viên của dịch vụ nhà tù Singapore đã nói với AFP. Theo BBC, gia đình của Supia xác nhận là ông đã bị trao cổ tại nhà tù Changi vào rạng sáng ngày 26 tháng 4. Supia, 46 tuổi, bị kết tội vì tiếp tay tham gia kế hoạch vận chuyển 1 kg cần sa từ Malaysia đến Singapore vào năm 2013. Dù không bắt được người này trong lúc giao hàng, các công tố viên khẳng định là ông chịu trách nhiệm điều phối và lần ra hai số điện thoại sử dụng bởi người giao hàng có liên quan tới Supia. Supia nói rằng là mình không phải là người liên lạc với những cá nhân trong vụ án này. Ông cho biết là mình đã bị mất một chiếc điện thoại và không sở hữu chiếc thứ hai. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, thì phát ngôn viên của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Singapore dừng thi hành án. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã tiếp nhận thông tin về vụ việc Supia sắp bị xử tử với cáo buộc dùng điện thoại điều phối buôn bán cần sa. Reuters đã dẫn lời như trên của bà Ravina Shamdasani đã cho biết. Chúng tôi có những lo ngoại xoay quanh thủ tục hợp pháp và tôn trọng các bảo đảm xét xử công bằng. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền không xử tử ông ấy, tuyên bố đã cho biết thêm. Luật pháp của Singapore quy định là khung tử hình với tội buôn bán ma túy, còn người giao ma túy xử phạt nhẹ hơn. Trong lần kháng cáo cuối cùng, thì thẩm phán đã đồng ý với bên công tố rằng là Supia chịu trách nhiệm điều phối giao hàng, nên ông không được nhận bản án khoan dung. Trong những ngày gần đây, thì gia đình và các nhà hoạt động xã hội đã gửi thư yêu cầu khoan hồng tới Tổng thống Singapore, trong khi tỷ phú người Anh quốc là Sir Richard Branson cũng đã kêu gọi dừng vụ hành quyết và xem xét lại vụ án. Cũng kết đẩy mạnh quan hệ với Nga. Nhân kỷ niệm 4 năm, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên ở tại Vladivostok. Thứ trưởng ngoại giao của Bắc Hàn là Im Choi-il đã tuyên bố khẳng định quan hệ tốt đẹp giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Yonhap đã dẫn lời ông Im nhấn mạnh rằng hai nước đang đẩy mạnh đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong nỗ lực đấu tranh để nhằm kiên quyết đập tan nguy cơ chiến tranh và các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Viên chức này khẳng định Bắc Hàn sẽ luôn luôn đứng vững để nâng cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời và truyền thống với Nga. Thời gian gần đây thì hai nước đã có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ song phương về cả ngoại giao và thương mại. Tuy nhiên, nhà chức trách Bắc Hàn phủ nhận các cáo buộc cho rằng nước này đã cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Hội đồng Bảo an đã ra nhiều nghị quyết cấm bình những xuất cảng vũ khí vì các chương trình nguyên tử và tên lửa gây ra nhiều tranh cãi của họ. Tiếp theo, phần tin Á Châu, một người phụ nữ Thái Lan bị nghi là bỏ độc giết 10 người bạn. Một người phụ nữ Thái Lan bị bắt vì tình nghi giết người có chủ ý với cáo buộc đầu độc bạn bằng chất độc cyanide. Cảnh sát đang điều tra khả năng người này gây án với chính nạn nhân khác. Nghi phạm được truyền thông của Thái Lan xác định là Sararath Tipon hay còn gọi là Em, đã đi cùng với bạn của cô là C. Kanwan đến thả cá tại bến tàu Ba Pong ở Ratchaburi vào ngày 14 tháng 4. Siripon đã chết tại bến tàu vào lúc 9 giờ cùng ngày. Một người bán hàng đã chứng kiến vụ việc kể lại rằng là Siriporn bất ngờ đã ngất xỉu. Đội cứu nạn tại hiện trường đã hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân không có phản ứng. Sau khi được đưa đến bệnh viện thì Siriporn đã chết vì đau tim. Tuy nhiên thì người bán hàng tiết lộ là người bạn đi cùng Siriporn đã không đến giúp cô và biến mất khỏi hiện trường. Cảnh sát Thái Lan cho biết là sau khi khám nghiệm tử thi, họ đã tìm thấy chất cyanide trong cơ thể của nạn nhân. Cảnh sát cũng đang điều tra cái chết của chính người trước đó cũng đã quen biết với Sarah Rath. Sarah Rath bị bắt giữ vào sáng ngày 25 tháng 4. Luật sư đại diện của cô gái nói với đài truyền hình Channel 3 rằng đây là những cáo buộc nghiêm trọng và cần phải xem xét bằng chứng. Trong khi đó, thì Surachate Hakpan, trợ lý cảnh sát trưởng của cảnh sát hoàng gia Thái Lan cho biết tất cả nạn nhân đều quen biết Sarah Rath và có thể nghi phạm nhắm vào họ vì vấn đề tài chính. Ông Surachate Nói thêm rằng là cảnh sát đã xác định được tổng cộng 11 nạn nhân, trong đó có một người sống sót. Người này đã đi ăn với nghi phạm, sau đó đã nôn mửa và ngất đi nhưng vẫn sống sót. Liên quan đến sức khỏe thưa quý vị, nguy cơ lo sợ béo phì của người dân Nam Hàn. Béo phì đang ngày càng trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với Nam Hàn khi các chỉ số về cân nặng đã tăng lên trong vài năm gần đây. Người dân Nam Hàn là một trong những nhóm có thân hình mảnh mai. Tuy nhiên, các số liệu mới đây cho thấy béo phì đang ngày càng trở thành một vấn đề đáng lo ngại ở Nam Hàn. Phần lớn nguyên nhân đến từ việc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống. Theo tờ báo Korea Herald, vào tháng trước, các nhà nghiên cứu từ trung tâm y tế của trường đại học Konkuk đã phát hiện ra rằng nữ giới thường ám ảnh về cân nặng của mình. Khi phân tích dữ liệu của nhóm này trong độ tuổi 20 đến 40, các chuyên gia nhận thấy tâm lý chú trọng ngoại hình đã tăng từ khoảng 10 đến 20% trong giai đoạn từ 2001 đến 2018. Trong khi đó, tỷ lệ nam giới béo phì đã tăng từ 31.8 vào năm 2001 lên đến là 46.3% vào năm 2021. Vào năm 2020 thì gần như là một nửa đàn ông tương đương với khoảng 48% đã bị quá số kilo cho phép. Thế nhưng số lượng người quá cỡ ở Nam Hàn lại thấp hơn so với hầu hết các nước phát triển khác. Tỷ lệ dân số trưởng thành báo phi ở nước này là 5.9%, thấp hàng thứ hai trong số các quốc gia thành viên sau Nhật Bản, trong khi đó con số được khảo sát ở Mỹ là 40%. Hàng trăm nữ sinh Nhật Bản bị đánh cắp quần áo và thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân và quần áo của hàng trăm nữ sinh từ các trường trung học khác nhau ở tỉnh Gifu, miền Trung của Nhật Bản đã biến mất mà nhà trường không hề hay biết. Cụ thể thì các tài liệu bao gồm có phiếu khảo sát cá nhân của 420 học sinh và học sinh đã tốt nghiệp tại 6 trường trung học trên địa bàn tỉnh, cũng như là đồng phục, tất chân và quần áo của ít nhất là 16 học sinh tại 8 trường đã biến mất. Theo Mai Chini Shimbom, Tất cả thông tin quần áo bị mất đều thuộc về nữ sinh. Hội đồng giáo dục tỉnh Gifu tuyên bố những món đồ này đã bị đánh cắp. Cảnh sát tỉnh Aichi đã đột kích nhà của một người đàn ông bị bắt vào tháng 11 năm ngoái vì tình nghi trộm cắp. Tại đây thì cảnh sát tìm thấy 34 món đồ bao gồm bản gốc và bản sao phiếu điều tra của 359 nữ sinh tại các trường trung học ở tỉnh Gifu. Ngoài ra thì cảnh sát cũng tìm thấy một số món đồ là đồng phục của nữ sinh. Các tờ phiếu khảo sát đã bị đánh cấp, có ghi đủ thông tin của học sinh, bao gồm tên, ảnh, số điện thoại. Hội đồng giáo dục đã thông tin thêm, cho đến nay chưa có trường hợp lạm dụng thông tin cá nhân nào được báo cáo hoặc là xác nhận. Dù thông tin cá nhân chưa bị lạm dụng, học sinh vẫn chỉ trích các trường vì an ninh lỏng lẻo, bảo quản tài liệu không bảo đảm. Được biết thì các trường bảo quản phiếu khảo sát và giấy tờ liên quan thông tin học sinh ở ngăn kéo trong các văn phòng học sinh hoặc là những nơi khác. Khi hội đồng giáo dục liên lạc với những nữ sinh bị đánh cắp quần áo hoặc là giấy tờ, các em đều chỉ trích nhà trường quản lý cẩu thả, đồng thời bày tỏ lo ngại vì thông tin cá nhân đã bị lộ. Nhiều công ty robot hút bụi của Trung Quốc đang chinh phục được người tiêu dùng toàn cầu. Nhờ tính năng và giá cả phải chăng như là thương hiệu Made in China, Ecovacs, Robotics, vượt qua cả nhà sản xuất Rumbas và doanh số bán hàng hồi năm ngoái. Việc các nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng tăng trưởng đã đẩy trị giá vốn hóa thị trường của công ty này lên gần 44 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6.38 tỷ Mỹ Kim, tức là gấp 5 lần so với iRobot là nhà sản xuất Rumba có trụ sở tại Mỹ. Đibot Robo hút bụi mới nhất của hãng Ecovacs được lắp đặt con chip của Horizon Robotics, là một công ty công nghệ xe tự hành của Trung Quốc được thành lập hồi năm 2015 và hợp tác cùng với Volkswagen. Máy hút bụi có hệ thống cảm biến phát hiện ra phạm vi ánh sáng kèm với camera độ phân giải cao, giúp nó lập bản đồ ngôi nhà thông qua dữ liệu thu thập được và làm sạch hiệu quả. Theo Nikki Ecovacs cung cấp nhiều dòng sản phẩm từ cơ bản tức là giá gần 150 Mỹ Kim cho đến cao cấp trong 1, 2 trong 1 tức là khoảng hơn 1.000 Mỹ Kim. Để so sánh, mẫu máy 2 trong 1 hàng đầu của iRobot Roomba Combo có giá bán trước thuế là 1.100 Mỹ Kim ở tại Mỹ và dường như là không được bán chính thức ở tại Trung Quốc. Ecovacs đang ghi nhận doanh số bán hàng tăng mạnh ở Nhật Bản và các thị trường mới nổi ở châu Á. Doanh thu của họ đã đạt được mức 1.46 tỷ mỹ kim trong 9 tháng đầu năm ngoái, vượt qua khoảng 1.18 tỷ mỹ kim của đối thủ là iRobot cho cả năm 2022. Ecovacs đang dần thu hút khách hàng từ iRobot. Theo công ty nghiên cứu Statista, thị phần toàn cầu của nhà sản xuất Roomba đã giảm từ 64% của năm 2016 xuống còn là 46% vào năm 2020. Trong khi đó thì Ecovacs Tăng thị phần của mình lên được 17% vào năm 2020, ở mức 7% hồi năm 2014. Và đó là những phần tin liên quan đến Na Châu thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam.